Trong những năm gần đây, việc kết hợp máy bắn cá với kinh doanh bàn bi-a đã trở thành một trào lưu thịnh hành, đặc biệt là trong các khu vui chơi giải trí. Điều này được cho là một cách thú vị để tăng khả năng thu hút khách hàng và tăng doanh thu cho các quán bi-a. Khi kết hợp máy bắn cá với bi-a, những trò chơi bắn cá sẽ được cài đặt trên các màn hình. Người chơi có thể tận hưởng trò chơi này trong khi chờ đợi lượt chơi bi-a hoặc giải trí đơn giản, dùng điểm đổi giờ chơi bi-a miễn phí, hoặc đùng điểm sổ đổi sang lượt đánh bi-a tiếp theo, cũng có thể miễn phí nước non trong bàn tiệc v.v. Kết hợp giữa máy bắn cá và bi-a đã tạo ra một trò chơi giải trí mới lạ tại các quán bi-a. Với sự kết hợp giữa những cú đánh bi-a và những trận bắn cá đầy kịch tính, trò chơi này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu thích giải trí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về trò chơi này và giúp bạn hiểu rõ hơn về sự kết hợp này. Máy bắn cá là một trò chơi rất phổ biến tại các khu vui chơi giải trí. Nó được chơi bằng cách bắn các viên đạn vào các con cá trên màn hình và nhận được điểm số tương ứng. Còn bi-a là một trò chơi phổ biến với mục tiêu đánh bóng cơ thể bóng đen vào lỗ trên bàn bi-a. Khi kết hợp hai trò chơi này lại với nhau, người chơi sẽ được trải nghiệm một trò chơi vừa thú vị vừa thử thách. Trò chơi kết hợp máy bắn cá và bi-a là một trò chơi mới lạ tại các quán bi-a. Để chơi trò chơi này, người chơi cần sử dụng cơ ngơi và tài năng của mình để đánh bi-a và bắn cá đồng thời. Những viên đạn được sử dụng để bắn cá sẽ làm mất đi một lượng điểm tương ứng với số cá bắn được trên màn hình. Điều này đòi hỏi người chơi cần phải cân bằng giữa việc đánh bi-a và bắn cá để đạt được số điểm cao nhất. Trò chơi kết hợp máy bắn cá và bi-a là một trò chơi thú vị và đầy thử thách. Nó không chỉ mang lại giải trí cho người chơi mà còn giúp tăng cường sự tập trung, khả năng phân tích và tính toán của họ. Một trong những lợi ích của sự kết hợp máy bắn cá và bi-a là tạo ra một không gian giải trí đa dạng và hấp dẫn cho người chơi. Với sự đa dạng về trò chơi, người chơi có thể tận hưởng những giây phút thư giãn và giải trí cùng bạn bè và gia đình. Đặc biệt, sự kết hợp này còn giúp tăng tính cạnh tranh cho các quán bi-a, đồng thời thu hút được đối tượng khách hàng mới. Các quán bi-a hiện nay đã bắt đầu áp dụng mô hình kinh doanh này và nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Sự kết hợp giữa máy bắn cá và bi-a không chỉ mang lại nhiều lợi ích về kinh doanh mà còn giúp nâng cao trải nghiệm của người chơi. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin về sự kết hợp này trên các nền tảng truyền thông xã hội cũng là một cách hiệu quả để tăng độ phổ biến của sản phẩm. Tóm lại, sự kết hợp giữa máy bắn cá và bi-a là một ý tưởng kinh doanh mới lạ và hấp dẫn. Sản phẩm này không chỉ tạo ra một không gian giải trí đa dạng cho người chơi mà còn giúp nâng cao tính cạnh tranh của các quán bi-a. Mô hình kinh doanh kết hợp máy bắn cá và bi-a không chỉ mang lại sự thư giãn cho người chơi mà còn tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các quán bi-a. Nhờ vào sự đa dạng về trò chơi và tính giải trí cao của sản phẩm, người chơi sẽ dễ dàng tìm đến quán bi-a để trải nghiệm và thư giãn cùng bạn bè và gia đình. Mô hình kinh doanh này còn giúp tăng doanh thu cho các quán bi-a bởi vì người chơi sẽ tiêu tốn tiền để mua các vật phẩm trong trò chơi, giống như mô hình kinh doanh máy bắn bóng. Điều này sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các quán bi-a và giúp tăng tính cạnh tranh với các quán bi-a khác trong khu vực. Đồng thời, sự kết hợp máy bắn cá và bi-a còn thu hút được đối tượng khách hàng mới, đặc biệt là những người yêu thích trò chơi điện tử và trò chơi giải trí. Điều này mở ra một thị trường tiềm năng cho các quán bi-a và giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của họ. Ngoài ra, mô hình kinh doanh này còn mang lại nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác kinh doanh khác như nhà sản xuất máy bắn cá và các nhà cung cấp vật phẩm cho trò chơi. Các quán bi-a có thể đàm phán để có được giá ưu đãi cho việc mua sắm các vật phẩm và thiết bị cần thiết để phục vụ cho trò chơi này. Tóm lại, mô hình kinh doanh kết hợp máy bắn cá và bi-a là một ý tưởng kinh doanh đầy tiềm năng. Không chỉ mang lại sự thư giãn cho người chơi mà còn tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các quán bi-a. Các quán bi-a có thể tận dụng cơ hội này để tăng doanh thu và tính cạnh tranh trong thị trường và thu hút được đối tượng khách hàng mới. Nếu bạn muốn trải nghiệm trò chơi kết hợp máy bắn cá và bi-a thú vị này, hãy liên hệ với Hồng Loan Game Center ngay hôm nay. Công ty chuyên cung cấp các loại máy bắn cá và bi-a chất lượng cao, đảm bảo mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi. Ngoài ra, Hồng Loan Game Center còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và tận tình. Khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại 08 8888 0532 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
Công ty cũng có các chính sách bảo hành và hậu mãi tốt, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Với sự kết hợp giữa máy bắn cá và pizza, trò chơi tại Hồng Loan Game Center sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm giải trí độc đáo và thú vị. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn. Let the bass kick.